Trong năm 2017, toàn bộ các trung tâm dữ liệu và văn phòng cho hơn 60.000 nhân viên của Google sẽ được vận hành hoàn toàn bằng nguồn năng lượng có thể tái tạo như gió hoặc năng lượng mặt trời. Đây không chỉ là một trong những nỗ lực cắt giảm sự xuất hiện khí thải carbon trong hoạt động của hãng, mà còn được xem là một chiến lược kinh doanh giúp họ tiết kiệm chi phí năng lượng khi mà giá cả của nguồn năng lượng tái tạo được đang ngày càng rẻ đi. Google hiện đang là công ty đứng đầu thế giới trong việc mua sắm các thiết bị điện năng lượng tái sinh. Riêng năm ngoái, Google đã đầu tư mua thêm lượng lớn cánh đồng gió và năng lượng mặt trời, cung cấp 44% năng lượng hoạt động của họ. Bây giờ con số đó đã được nâng lên 100% và một giám đốc của công ty cho biết họ không có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực điện hạt nhân. Hiện các trung tâm dữ liệu chính là nguồn cầu năng lượng lớn nhất của Google. Dù hãng đã tìm tới nhiều giải pháp, bao gồm dùng trí thông minh nhân tạo để tiết kiệm điện, nhưng nhu cầu điện năng tại các trung tâm này vẫn tiếp tục tăng mạnh. Hồi năm 2015, Google đã mua 5,7 TWh điện tái tạo được và con số này chỉ ít hơn một chút so với tổng lượng điện năng do các tấm năng lượng mặt trời tại châu Âu sản sinh ra là 7,6 TWh/giờ. Đồng thời, hãng cũng mua lượng lớn năng lượng sạch để phục vụ cho hoạt động tại Mỹ.